Ơi các làng gần xa, ơi các chàng trai, cô gái xe đăng, bà nà, trẻ riêng, trai, tre, râu, râm âm, đến đây từ các miền đất khác nhau của tỉnh. Từ phía bắc Kon Tum với ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ. Từ phía đông Kon Tum, nơi đầu nguồn sông Đắk Đa thơ mộng. Từ phía tây bắc, nơi ngã ba biên giới thắm tình hữu nghị. Từ hạ nguồn của các dòng sông huyền thoại. Từ phía tây nam, nơi vườn quốc gia Chimorai bạt ngàn. Từ miền nước đắng, nơi có bảo vật quốc gia sông Ngọc Linh và những chiến thắng lịch sử hào hùng của dân tộc. Từ xứ sở thần tiên, mang đến thơ mộng trữ tình. Nào, hãy đánh cái trống, cái cồng, cái chiêng. Đánh những cái chiêng kêu nhất, những chiêng ấm tiếng nhất. Đánh cho tiếng chiêng lan ra khắp xứ. Đánh cho tiếng chiêng luồn qua nhà sàn, lan xuống dưới đất. Đánh cho tiếng chiêng vượt qua mái nhà, vọng lên trời. Đánh cho khi trên cây cũng quên bám chặt vào cành, đến phải ngã xuống đất. Đánh cho các âm hồn nghe tiếng cũng thôi làm hại người ta. Đánh cho chuột, sóc cũng quên đào hang, cho đánh bỏ ra khỏi lỗ, cho hươu nai phải đứng thinh mà nghe, cho thỏ lắng tai không kịp ăn cỏ, cho tất cả muôn vật chỉ còn có thể lắng tai mà nghe tiếng công chia. Chàng trai, cô gái, các bốn làng, hãy về đây cùng hòa mình vào điệu múa, tiếng chiêng, tiếng cồng, tiếng trống trong ngày hội công chiêng hôm nay. Nào, công chiêng hãy vang lên nào!